đối, chúng ta hãy cùng chào đón đoàn đại biểu các dân tộc miền Trung và Tây Nguyên. Cùng về tham dự, chúng ta hãy cùng chào đón đoàn dân tộc Cơ Tu, dân tộc Ê Đê, dân tộc Chăm Ninh Thuận và dân tộc Gia Rai đến từ vùng đất Tây Nguyên, và đoàn dân tộc người Cờ Ho cư trú chủ yếu ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa. Đi chiến trường vui trên vai nặng chiều, đàn ta lữ em cất tiếng ca vui cùng núi rừng mừng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chất vô thanh tốt nhịp nhàng vang lời em ca, theo nhịp bước quân đi có tiếng đàn ta lữ tinh 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 vui mừng công anh bộ đội giải phóng quân. Anh thắng trận miền Tây ghê xanh, đón ta ơn hôm nào bông cháy đôi đồng chí sắc mi chất đầy kia trong 1 2 3 4 5 sau trùng tên lính thủy đánh bộ mi kia nó bị bắt trên rừng bộ đội giải phóng ơi các anh đây ngay phút đàn em reo ca ơi đàn ta lư đồng nhiệt chào mừng đoàn dân tộc Ê Đê cư trú đồng nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực miền Trung. Trên đỉnh núi cao chất vô thanh tốt nhịp nhàng vang lời em ca theo nhịp bước quân đi có tiếng đàn ta lữ tinh 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 ơi anh pháo binh pháo ta bắn đàn nở như hoa đồn quân giật bốc cao cao có tiếng đàn ta lữ em reo hoa cùng anh tiên khen chiến thắng từ chỉ thiên đất lừa anh hùng kia trong 1 2 3 4 5 sau ngàn tên linh đánh bộ mi kia nó bò sát trên rừng bộ đội giải phóng ơi các anh đang ngay hút xin được đồng nhiệt chào mừng đoàn dân tộc Chăm Ninh Thuận. Đánh bộ mi kia